David Patterson từ nhỏ rất nghịch ngợm nên không được thầy cô yêu quý. Ông có những thói hư, tật xấu, nói năng tục tiểu, trốn học, đánh nhau với bạn. Chủ nhiệm lớp là giáo sư Orison. Ông đã mất nhiều công sức để khuyên giải Patterson, nhưng chẳng khác nào đàn gãy tay trâu. Ông không đành lòng nhìn những đứa trẻ như vậy, nên đã nghĩ ra một cách rất hay để thay đổi chúng. Khi lên lớp, ông đề nghị xem tay cho cả lớp. Thoạt đầu, không có nhiều đứa trẻ tham gia. Nhưng rồi, thấy thầy xem số cho người này, người kia, nói về tương lai sẽ có nhiều chiến tích lẫy lừng, nên bọn trẻ tỏ ra thích thú và đòi xem cho bằng được. Patterson thấy vậy, cũng không kìm được sự tò mò và nhờ thầy xem hộ. Thầy Orison cầm bàn tay đen nhẽm của cậu, chăm chú nghiên cứu một hồi lâu, rồi nghiêm túc nói: "Sau này nhất định em sẽ trở thành thống đốc bang New York." Patterson không dám tin vào tai mình, cậu hỏi lại và nhìn thầy bằng ánh mắt đầy nghi ngờ: "Thật không ạ? Em có thể trở thành thống đốc bang New York ư?" Cũng từ đó, trong lòng cậu nhen nhóm một niềm tin, sau này được làm thống đốc bang New York. Cậu quyết tâm từ bỏ những thói hư tật xấu. Cậu thấy một thống đốc bang như vậy, và từ đấy, niềm tin trở thành thống đốc bang của cậu không hề lung lay. Cậu quyết tâm phấn đấu, theo đuổi mục tiêu đến cùng. Đến năm 53 tuổi, Patterson chính thức trở thành thống đốc bang New York và là người da màu đầu tiên đảm nhận vị trí này tại New York. Trong lễ nhậm chức, Patterson phát biểu: "Niềm tin đáng giá bao nhiêu? Nó thực sự không đáng giá. Có khi chỉ là một lời nói dối thiện chí. Để rồi bạn kiên trì bước tiếp và thành công sẽ trở thành sự thật." Như các bạn đã biết, trên cuộc đời này, niềm tin là thứ miễn phí. Người thành công luôn bắt đầu bằng niềm tin nhỏ bé. Niềm tin gieo mầm cho điều bất ngờ. Niềm tin là động lực khiến con người thành công, là sức mạnh giúp chúng ta lập kỳ tích.